Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Đây là cái khu vườn cúc mâm xôi của mình nè mọi người. Hôm nay mình quay cho mọi người xem ha. Đây là một cái cúc mâm xôi mà mình đi năm cơi. Ra giò thì vào cuối tháng 5, cụ thể là ngày 27 tháng 5 âm lịch ha. Còn đây là một giò cúc mâm xôi hàng 4 cơi. Mình ra giò vào ngày 17 tháng 6 âm lịch. Hai cái giò cúc này thì ra giò thì cách nhau 20 ngày. Bên này là một con giống này mọi người. Đây là một con giống và đã bấm đò được một lần rồi. Mấy mọi người thấy không? Còn bên này là ba con giống vừa mới bấm đò, vừa mới bấm đò nhá. Đây, cây nó mới bấm đò được có mấy ngày, cây nó mới lú cái đò ở cái nách lá. Đây quay để nói chung thì không có bình luận nhiều. Quay cho mọi người thấy tại sao mà làm cúc mâm xôi thì người ta thường thường làm một con giống mà không làm nhiều con giống ha. Có nhiều người hỏi là tại sao cúc mâm xôi thì làm một thời gian dài hơn 6 tháng, gần 7 tháng trời mà làm một con giống thôi. Tại sao mình lại không làm nhiều con giống để rút ngắn cái thời gian lại. Đó mọi người thấy không? Tốc độ phát triển của cúc mâm xôi là cực kỳ mạnh, đặc biệt là qua một lần bấm đọt. Đó. Cái này cách nhau 20 ngày nè. Và một con giống thì nó là nhìn bây giờ là nó to hơn rất nhiều so với ba con giống ha. Tất nhiên thì mới cây một như thế này thì cũng chưa nói trước được vấn đề gì đâu. Còn phải qua cây 2, cây 3, cây 4, cây 5, đặc biệt là phải so sánh vào lúc cái cây cuối cùng á thì mới có chính xác. Thì mình sẽ cố gắng cứ so sánh giữa hai cái chậu cúc như thế này và quay thường xuyên cho mọi người xem để mọi người có một cái nhìn nó tổng thể hơn về cái cúc mâm xôi, về cái quá trình làm cúc mâm xôi cũng như là về cái thời gian này, về cái cách thức, đặc biệt là tại sao mà mình lại ra một con giống thay vì nhiều con giống hả. Đấy, mọi người thấy chưa, cách nhau có 20 ngày nhưng mà giá trị là thấy nó giờ là đang thấy khác biệt rất rõ ràng. Mà giờ mà so sánh thì nó hơi khập khiễng tại vì bên này mới có xuống, còn cái này thì xuống lâu rồi. Tầm khi nào mà bên này cây 2, bên này cây 3 đi ha, thì nó là gần rượt kịp đó. Lúc đó mình sẽ quay nha. Bye mọi người ha.